Báo cáo với các bác, đây là con mồi cành nhá. Con mồi này nó đang gọi xa một cái con ở ngoài rừng. Con này khá là thuần và gọi rất là ok đây. Mình đứng cách khoảng 2 mét nhưng mà nó vẫn gáy gọi, vẫn nghe thấy tiếng chim rừng, vẫn gáy bình thường luôn. Các bạn thích chơi mồi, các bạn alo là 033 5305 982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cu Gáy Hay.